Rồi hello, em chào toàn thể quý anh em nha. Thì giờ này cũng 3 giờ mấy chiều rồi. Bọn em đang gói hàng cho anh em. Thì em bày ra một video, bày ra một số phụ tùng, làm một cái video nhỏ nhỏ gửi đến quý anh em. Mong được sự ủng hộ quý anh em nha. Hôm nay em lên với anh em một cây bô quay thái 110 đời 2000. Cây bô này đẹp, cổ zin tới nóc luôn. Cái cổ nó zin đẹp, không yếu không ngỏng luôn nha anh em, không yếu không ngỏng, vĩ zin theo xe luôn, vĩ zin theo xe còn cực kỳ đẹp, vĩ zin theo xe còn cực kỳ đẹp, sáng bóng và đẹp, không lứt bể nha anh em, chưa rửa kỹ mới rửa xương xương, hai góc bắt cổ bô này nè, còn đẹp luôn, mà có cái lông đền cách nhiệt với lại lông đền ngoài nó hư chứ. Ốc cơ bô mở ra còn đẹp, lông đền cách nhiệt chứ lông đền ngoài hư chân. Cái bô này em báo giá anh em luôn nha, cái bô này em bán cho anh em giá là anh em nào lấy cái bô này em bán cho anh em giá là 5,5 triệu. Bán anh em cái bô này giá 5 triệu. Cái bô này anh em nào lấy em bán giá là khùng, cái bô này anh em nào lấy em bán cho anh em giá là 4,8 triệu lộn nha, cây bô này anh em nào lấy bán 4,8 triệu, cây bô 5,5 triệu, cây đó chưa có về. Bô này đẹp lắm, nước si cực kỳ đẹp, chung thì nó cũng có xước lông mèo nhưng mà ít lắm anh em. Tiết 3411985 NF110, mặt tiền si như một cái kiếm nha. Thấy em chống luôn kìa anh em, thấy không, em chỉ ngón tay vậy nè, em đang ngồi quay clip đó. Nó có bị trệ đi miếng lên, trệ đi kiểu như cấn vào đạp máy. Cái này cứng như đập máy mà nó quẹt à, chứ nó không có vô thịt. Ví như nó quẹt đường như trầy lông mèo vậy, nó không vô thịt. Còn cái cổ thì anh em khỏi chê, cổ zin tới nóc luôn, cổ zin tới chỗ nào có mòn yếu luôn anh em. Rửa sạch chân. Bô này đúng đời bộ 2000 anh, đúng bô 2000. G06F0. A F. Cổ trong nó màu đẹp dữ. Cổ zin tới nóc không có yếu, cổ còn dày cùi luôn anh em. Không có dính ốc này nè, không có dính ốc nè. Ốc lấy ra được hết nè, không có dính ốc. Đẹp. Cây thì 4,8 triệu. Nước xì đẹp miễn chơi. Cái bô này nói chung là không có điểm gì để chơi. Không một lũng, không cấn mớp nữa nè. Giờ trong nó đẹp lắm. Có mặt dưới nó có trầy theo năm tháng này, không có một lũng gì nha nè. Mấy cái rơm rơm này em rửa ra luôn, mà nói chung em không thèm rửa. Đòn bô riết đều sau này em ít khi nào mà em sử dụng cái hóa chất em rửa. Tại vì anh em nên nhớ ba cái đồ si này, anh em rửa hóa chất nhiều quá là một thời gian sau anh em xài nó bị vàng bô luôn anh em. Hoặc là anh em đi đánh, em đi đánh nó vàng cái bô lên. Chạy thời gian vàng cái bô, giả dưới thì nói chung nó có chạy lông mèo xương xương anh em ơi, ít chứ không có nhiều. Chung cây này đẹp toàn diện đó. Bao anh em nổ hay nha, cây này nổ cực kỳ hay nha. Giá em bán cho anh em là rất là rẻ. 4,8 triệu không bớt nha. Còn anh em mua hàng bên em thì chuyển khoản đủ, tiền cước thì em bao ship rồi, trên triệu là em bao ship, không cắn mớp luôn nha nè, chỉ có cái chữa sơn đít thôi. Cây này anh em lấy 48 nha, 4,8 triệu. Hai cục gù zin theo xe, hai cục gù ngoài zin theo xe nè, sơn zin đẹp nha nè. Hai cục ngoài dính theo xe, sơn zin đẹp. Hai cục này anh em là mua bán 300. Này chỉ có anh em là chơi xe mọc mới hiểu thôi, chứ còn mình nói cho anh em mình bán 300 mà anh em nói điên, nó khùng, nó công. Sơn zin theo xe cỡ này giờ phải dễ kiếm một cặp mà sơn zin theo xe mặt tiền ngoài này mà không chày được nha. Đau mà nó chày ngay chẳng mặt tiền, ngay chân. Chung nói chung nó cũng có nhăm nhăm chứ không phải không có, theo thời gian mà chịu. Ba trăm cặp này gù zin theo xe, anh em là thích chơi xe mà học liên hệ em lấy sơn zin phải sơn lại nghe nè. Đồng hồ quay thái 110 đời 99, bờ cổ zin theo xe luôn nha nè, bờ cổ zin theo xe mà đẹp luôn nữa chứ. Cái ngàm giữa này anh em đừng quan tâm, đa số ngàm giữa này gãy chân, nhưng mà ngàm giữa này chức năng nó không có nhiều đâu, quan trọng là mấy cái ngàm này nè, chức năng mấy ngàm này mới nhiều nè. Đó, bờ cổ theo xe 99 luôn nha anh em.
đồng hồ với bờ cổ luôn, bán cho anh em giá 1 triệu. Đó, đồng hồ kim còn đỏ còn đẹp nha, 64.169 cây. Kính zin theo xe, nói chung là zin toàn tập, không lỗi nha anh em. Em bán anh em đồng hồ này giá 1 triệu nha, đúng đời 99 nha anh em. 24/4/99, dây dắt rin không đứt nối, em bán anh em giá 1 triệu. Bờ cổ này đi theo xe nha, không quịch lỗ nha, nóc còn ở trên luôn. 1 triệu, em đang mua giấy diện có hình. Tiếp theo nữa nha anh em, còn được đâu một cái đuôi dài biển số quay thái 110, đời 2000, tồn kho chưa xài nha anh em. Phơm thì anh em miễn chê, miễn phơm này. Cũng chê được nào được cái chân cái phơm này. Chỉ có phơm theo xe với phơm tồn mới đẹp được dây anh em. Đó, cũng theo xe với phơm tồn thôi mới đẹp được dây. Mình lên xe nhà mình anh em nhìn cái phơm nè, thấy không, nó nhỏ và dữ và nó bẹt ra nhìn đẹp lắm, nó gọn lắm. Còn đồ thái mới thì nó bẹt, hơi bẹt quá, hơi to quá, nhìn nó không được căng mấy. Này anh em vô xe mộc cọp nha, này bán giá 1,5 triệu. Này bán này đóng mặn nhện, đúng đời 2000 anh em, bán 1,5 triệu nha anh em, bao đẹp. Nãy tự nhiên bỏ bộ cầm riêng thái làm chi, biết đâu có trong đồ 110, tao quy đô là bán đồ 110 đó. Chó đèn quay thái 110 đời 99, tồn kho full hộp, hàng cực kỳ hiếm nha, đúng đời 99 nha nè, full túi cánh chim nha, full hộp cánh chim. Chó đèn quay thái 110 đời 99, tồn kho full hộp full cánh chim. Full hộp full cánh chim. Căng luôn nha anh em. Hàng này bây giờ nói thẳng với anh em, đếm trên đầu ngón tay. Cho đèn quay thái 110 đời 99, hàng căng đét full hộp. Đếm trên đầu ngón tay nha anh em. 5,5 triệu nha anh em. 5,5 triệu. Chưa xài nha anh em. Nó giống như chen cái chó theo xe, không khác gì. Vậy. Tháng đà. Con này nó rất là, coi con này nè anh em, nó rất là đậm nha. Còn đây em giải thích cho anh em hiểu luôn. Nhiều anh em nói cái chó theo xe thì cái này, cái chó đúng 99 đó thì cái này nó phải vàng. Đây nè, nói thẳng anh em luôn nè. Nói thẳng anh em luôn nè. Tất cả các loại chó đèn tồn không có cái nàng nào cái này vàng chứ. Uy tín cho anh em luôn, tất cả các loại chó đèn tồn không có nào cái này vàng chứ, chỉ có theo xe thôi. Đây cả 99, 2000, 201 lẫn chó đời cao luôn. Đây chó 99 nha nè. Đây. Không có N2 nha. N2 đó chó đã tồn khoảng 205. Đó. 205 là thấp nhất ha, N2 á. Còn nó còn lên tới 2010, 2015 nó vẫn có chữ N2 nha nè. Đó. Chó này bán 5,5 triệu. Đúng đời 99, full hợp. Bao cặp cho anh em vào xe cặp nha. Rồi, video này em chỉ lên 3 món với anh em vậy thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ em. Cây bô này thì 4,8 triệu như một cây kiếm. Đó, không giá này em không bớt nha. Anh em cần thì alo, không bớt. Chó đèn 5,5 triệu, đồng hồ bờ cổ 1 triệu. Đuôi dè biển số tồn đời 2000 là giá 1,5 triệu. Chào anh em nha.